Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa phía Tây Bắc bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, chạm khí tượng tại đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió mạnh cấp 7 ra cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 cho tới 20 km. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài gây mưa bão lớn, bão số 9 còn gây ra gió mạnh cho nhiều tỉnh thành ven biển. Miền Trung và Tây Nguyên sẽ có mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, trong đó mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực Thừa Thiên Huế cho đến Khánh Hòa, với lượng mưa từ 50 cho đến 100 mm, có nơi là trên 100 mm nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ ở Tây Nguyên khá thấp, cao nhất không quá 24 độ. Trời lạnh cả ngày. Báo không tác động đến khu vực Nam Bộ, trời vẫn nắng giáo, đôi lúc nhiều mây, nhiệt độ phổ biến từ 30 cho tới 33 độ. Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm, có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 cho tới 24 độ. Và hình thái này cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, gió Đông Bắc duy trì cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 cho tới 24 độ. Từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của bão số 9, Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to, gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, trời rét, nhiệt độ từ 14 cho tới 23 độ. Từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, ngày có mưa rào và giải rác, có rông, có nơi có sông đêm có mưa rào vài nơi, gió mạnh cấp 5, cấp 6, giờ cấp 7, vùng ven biển có nơi cấp 8 giờ cấp 9, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 21 cho tới 29 độ. Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ và nhiệt độ cao nhất là 28 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, trời vẫn nắng ráo, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 cho tới 33 độ. Trở lại với thời tiết của khu vực thủ đô Hà Nội, Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là 15 độ và cao nhất không vượt quá 24 độ. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết trong tỉnh. Và đêm nay và ngày mai thì các khu vực trong tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu và di chuyển ra phía đông, trên cao gió tây nam hoạt động. Thời tiết cụ thể các khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Ở khu vực phía đông, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ vài nơi ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là 12 độ và nhiệt độ cao nhất là 23 độ. Và đây cũng là hình thái thời tiết được đưa ra đối với khu vực phía tây của tỉnh, nhiệt độ đây sẽ đông, giao động trong ngưỡng từ 15 cho tới 22 độ và độ ẩm trung bình là 70%. Đối với thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, trời nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là 16 độ và cao nhất không vượt quá 23 độ. Còn bây giờ là bảng nền nhiệt độ trong 3 ngày tới.